Đây là chú Hữu Đức mà mình đã ở mấy phân được mình đã giới thiệu tới mọi người. Hiện tại thì chú nó lên phân nhánh cũng rất là nhiều. Mình sẽ đã cho mọi người nhìn cận cảnh hơn. Đấy. Nó lên trái nhưng mà phân nhánh rất nhiều mọi người nhé. Rất là đẹp. Mấy con này thì đến ngay cả trong lưng nhúng chắc chắn là mình vẫn nghĩ rằng là con này lối tầm khoảng 1,2 đến 1,3 kg đấy. Lên cực đẹp luôn. Như những con này thì nó lên rất là nặng mọi người ạ. Vì là cái bọn mình thường hay gọi là nó sẽ là móc đeo đấy. Một bên móc được hái nhành lớn và hái nhành con. Còn bên này thì cũng móc hái nhành lớn và bán nhành con. Phân dừa luôn mọi người nhé, đó. Rất là đẹp. Rồi, mình này xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì mình này tiếp tục lắp đặt thêm kia hệ thống camera giám sát. Đây, vì là quá trình mình đi tham gia hỗ trợ anh em liên kết chăn nuôi hươu sáo rất là nhiều, cho nên là vẫn thường xuyên ít kia nha. Ở đây thì hệ thống camera thì mình lắp đặt rất là nhiều rồi, chỉ còn cái chỗ này nữa đó. Thì ngày hôm nay thì mình quyết định lắp thêm 8 ở đấy để tiện trong việc theo dõi đàn hươu cũng như theo dõi cái chế độ mà công nhân ở đấy chăm sóc đàn hươu của mình. Thì, hiện tại thì 8 ở đấy là phủ kín đấy mọi người nhé, phủ kín toàn bộ và để tiện cho việc theo dõi hơn. Thì trong quá trình mà mình đi xá những cái công tác thì có thể là thuận lợi hơn trong việc theo dõi đàn hươu. Con này chủ hươu hôm nay thì một bến nó là không mọc được, cho nên là chỉ mọc được một bến đấy. Đấy, sau này thì nó vẫn mọc lại bình thường mọi người ạ. Thì do là thường thì có nhiều con đến lần đầu tiên thì nó thường hay bị như vậy. Cái quá trình mà thả bãi chân thả thì mình thả đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay thì cũng thả thời gian cũng được khá lâu đó. Cũng có một số con là nó đã giáo phối đó mọi người nhé. Cái con này thì nó rất là thân thiện. Đấy, phần bên này nó không lấy được, nó hóa thành cái phần xương cứng này. Thì sau khi mà mình thu hoạch bên này xong thì bên này nó cũng thể là xương hóa giống như cái này. Và năm tiếp theo thì nó sẽ là tiếp tục là mọc nhúng tiếp. Đấy. Thì những con này thì mình sẽ là thả thêm con đực vào để cho nó tiếp tục là giáp phối. Đấy, thì trong quá trình mà thả như thế này thì nó thường là đạt tỷ lệ rất là cao. Đấy, bầy hươu cái đang nằm ngoài phía ngoài này. Ở đây thì mình cũng thả được một thời gian khá dài đấy. Chắc là vài ngày nữa mình sẽ là đổi con đực này vào cho con đực khác ra. Và con bên này cũng vậy, để đảm bảo được về điều kiện sức khỏe cũng như là đảm bảo được mọi con cái điện phổi đều có thể chữa được. Vì bên trong này thì mình thả là cũng khá nhiều con cái, cho nên là để con đực này nó là được vào là nghỉ ngơi. Nó rất là hung dữ nhá, mùa này thì nó rất là hung dữ. Đấy. Đánh dấu chủ quyền cực kỳ hung dữ luôn. Đang nhìn về mùa này thì nó như vậy là bình thường nhé. Đối với anh em nào mới nuôi thì thường hay hỏi là tại vì sao mà con hươu về mùa này thường hay gây kéo nhiều, thì nó là lý do nó chính là đấy. Đấy. Thì đối với anh em nào mà mới tập nuôi thì có thể là đến tận trực tiếp tại trang trại của mình để xem và chọn hươu giống cũng như là chọn được những con hươu là chất lượng.
đáng với đồng tiền mà mình là bỏ ra và hiệu quả hơn trong quá trình xây dựng mô hình cũng như là chăn nuôi hươu.